Kính chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh Tin Tức Tổng Hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Điểm mở đầu cho chương trình của ngày hôm nay là thông tin liên quan tới hàng ngàn người ủng hộ xếp hàng trên đường phố Newport Beach để được nhìn thoáng qua cựu Tổng thống Donald Trump. Nguồn tin cho biết là hàng ngàn người ủng hộ xếp hàng trên đường phố Newport Beach của tiểu bang California để được nhìn thoáng qua đoàn xe của cựu Tổng thống Donald Trump. Newport Beach là một vùng đất ven biển giàu có ở quận Cam và đó cũng là nơi mà tất cả những người ở đây rất yêu quý cựu Tổng thống Donald Trump. Nguồn tin cũng cho biết thêm là cựu Tổng thống Donald Trump đã tham dự một buổi gây quỹ tại Newport Beach do John Ware, một giám đốc điều hành bảo hiểm y tế, tổ chức vào thứ Bảy. Và hàng ngàn người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã xếp hàng khắp nơi trên đường phố Newport Beach để mong đợi sự xuất hiện của cựu Tổng thống Donald Trump. Những người ủng hộ ở đây đội mũ mega đỏ và dương cao cờ Trump 2024. Đồng thời có rất nhiều biểu ngữ được thấy ở đây với nội dung Newport là đất của mega, người dân California yêu Trump và mọi góc phố đều tràn ngập những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy đây cũng là một cái tin vui cho tất cả mọi người bởi vì chúng ta thấy được những người khác đang ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, đặc biệt nhất là ở cái tiểu bang California. Và có rất là nhiều người ở đây thì họ cho rằng là họ rất là tự hào khi được đứng đó để cổ vũ cho vị Tổng thống tiếp theo của mình. Như chúng ta đều biết thì cái người dân trên khắp mọi miền ngay bây giờ thì họ nhận thấy được là chúng ta đang sống trong một cái tình cảnh hỗn loạn của quốc gia nên họ muốn cái vấn đề này được thay đổi và họ tin rằng cái người mà duy nhất có thể làm được điều này đó là cựu Tổng thống Donald Trump. Ông sẽ có thể đảo ngược mọi thứ và mang lại một cái cuộc sống bình thường, một cái cuộc sống an toàn và tốt đẹp cho tất cả những cái người dân Mỹ như trước đây. Vì lẽ đó, ngay bây giờ, cựu Tổng thống Donald Trump là một cái niềm hy vọng cuối cùng của đất nước này. Cho nên trên khắp mọi miền của đất nước, bất cứ nơi nào ông đến và bất cứ thời điểm nào, ông cũng đều được chào đón cũng giống như một người hùng của quốc gia. Và tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới thẩm phán Merchan đã ban hành một lá thư cho tất cả các bên có liên quan trong phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm nhóm luật sư của ông, thừa nhận rằng hành vi sai trái tiềm ẩn của bồi thẩm đoàn trên phương tiện truyền thông xã hội. Nguồn tin cho biết là tuần trước, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị kết án trong vụ án ở New York do biện lý quận Manhattan là ông Alvin Bragg đệ trình. Cựu Tổng thống Donald Trump bị kết án về 31 tội danh được cho là trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến các khoản thanh toán được cho là tiền bịt miệng mà bên công tố viên cho biết là do luật sư của ông lúc bấy giờ là Michael Cohen đã thực hiện việc này. Đồng thời, nguồn tin cũng lưu ý rằng bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong hơn 9 giờ đồng hồ khi quyết định về một tội danh mà vẫn chưa được biết đến. Và tội danh này được cho là vi phạm chiến dịch liên bang. Thêm vào đó, thẩm phán Merchan đã đưa ra hướng dẫn kỳ lạ cho bồi thẩm đoàn rằng tất cả họ có thể đồng ý rằng họ cảm thấy có một tội danh nào đó đã được thực hiện, nhưng không nhất thiết phải cho biết về tội danh đó đã được thực hiện như thế nào. Mặc dù tội danh đó chưa bao giờ được xác thực, nhưng nó vẫn trao quyền cho Alvin Bragg để tạo 34 tội nhẹ thành tội trọng để truy tố cựu Tổng thống Donald Trump, bất chấp chúng có hợp pháp hay là không. Việc nâng những hành vi phạm tội nhẹ lên thành tội trọng trái ngược với những việc làm thông thường của Alvin Bragg là hạ cấp trọng tội xuống thành tội nhẹ trong hơn một nửa vụ án trọng tội mà văn phòng của ông đã xét xử. Và nguồn tin cũng cho biết thêm là cựu Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 7. Tuy nhiên, một diễn biến mới có thể đặt ra câu hỏi về toàn bộ của vụ án. Một ngày trước khi bản án được tuyên bố, một người dùng Facebook có tên là Michael Anderson đã bình luận rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bị kết án, trích dẫn lời tuyên bố đó từ anh họ của ông ta, người mà ông cho là có mặt trong bồi thẩm đoàn. Và thẩm phán Merchan đã ban hành một lá thư cho tất cả các bên liên quan tới vấn đề này. Và sau đây là nội dung của lá thư. Hôm nay, tòa án đã biết về một bình luận được đăng trên trang Facebook công khai của hệ thống tòa án thống nhất. Và tôi xin trình bày với quý vị rằng, trong bình luận người dùng, Michael Anderson đã nêu rõ như sau. Anh họ tôi là bồi thẩm đoàn và nói rằng Trump sẽ bị kết án. Cảm ơn mọi người vì tất cả những nỗ lực của quý vị. Đồng thời, nguồn tin cũng lưu ý rằng bình luận này được dán nhãn là một từng tuổi. Trong phản hồi thông báo thường lệ của hệ thống tòa án thống nhất được đăng vào ngày 29 tháng 5 năm 2024, có nghĩa là trước ngày cựu Tổng thống Donald Trump bị kết tội một ngày, và vấn đề này liên quan đến các lập luận bằng miệng tại bộ phận thứ tư của Sở Phúc Thẩm. Thưa quý vị, thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy rằng là thẩm phán Merchan
ông đã viết một cái thông báo cũng như là một cái lá thư. Ông đã chấp nhận rằng đã có một cái hành vi sai trái trong bồi thẩm đoàn, trong cái phiên tòa xét xử của Tổng thống Donald Trump. Và như tất cả chúng ta đều biết, nếu như bồi thẩm đoàn có cái vấn đề sai trái trong cái quyết định này, thì chắc chắn rằng thẩm phán cũng như là công tố viên xét xử cái phiên tòa này sai. Và nếu như xét xử sai thì có thể là cái kết quả, cái phán quyết của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bị lật ngược lại, hoặc là cái phiên tòa này sẽ bị hủy bỏ. Và đây cũng là một cái tin khá là giật gân, bởi vì theo như cái lá thư của thẩm phán Juan Merchan ông đã viết ra vào ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta chỉ biết được là thông báo của thẩm phán Juan Merchan, ông cho biết rằng là có cái sự sai trái của bồi thẩm đoàn. Nhưng chúng ta chưa được biết cái phán quyết mới của ông ta là gì đối với những cái thông tin này. Cho nên ngay bây giờ thì tất cả chúng ta hãy bình tĩnh chờ đợi. Có lẽ là có một cái phán quyết mới hoặc là một cái phản ứng mới của thẩm phán Juan Merchan đối với cái phiên tòa xét xử này. Và mình cũng hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo khuynh hướng tốt cho cựu Tổng thống Donald Trump đối với cái phiên tòa xét xử này. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới một tổ chức có tên gọi là Condemn USA đã đệ đơn lên tòa án tối cao Hoa Kỳ để ngăn chặn cuộc chiến pháp lý của New York chống lại cựu Tổng thống Donald Trump với tiêu đề "Chúng tôi là những người dân đang bị tước quyền bầu cử". Nguồn tin cho biết là Trenis Evans, thông qua nhóm vận động pháp lý có tên gọi là Condemn USA của mình, đã đệ đơn lên tòa án tối cao Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu nhằm mục đích ngăn chặn vụ kiện gây tranh cãi ở New York chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Đơn của Evans cho rằng việc cho phép New York tiếp tục sẽ tạo ra những diễn giải không nhất quán về lực liên bang giữa các tiểu bang, làm suy yếu tính thống nhất và công bằng của pháp luật quốc gia. Đơn yêu cầu hoãn ngay lập tức các thủ tục xét xử tại New York, yêu cầu tòa án tối cao Hoa Kỳ can thiệp để ngăn chặn bất công tiềm ẩn hơn nữa. Và Evans cũng yêu cầu xem xét lại toàn diện hồ sơ xét xử, lập luận rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể được hưởng lệnh bảo vệ người thân, một biện pháp bảo vệ cơ bản chống lại việc giam giữ bất hợp pháp và vô thời hạn. Đơn yêu cầu viện dẫn phán quyết của tòa án tối cao trong vụ Jean Anderson kiện Trump, trong đó nêu rõ rằng tòa án tiểu bang không có thẩm quyền về vấn đề này để thực thi phiên bản không thống nhất của luật liên bang. Theo Evans, phiên tòa ở New York đã hiểu sai và áp dụng không nhất quán luật tài chính chiến dịch liên bang, vi phạm nguyên tắc ngăn cản tư pháp được thiết lập trong vụ Anderson kiện Trump. Đồng thời, Evans cũng cáo buộc các vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng và quy trình tố tụng hợp pháp của tù chính án thứ 14, cho thấy sự thiên vị tiềm ẩn và truy tố có chọn lọc của biện lý quận Manhattan là ông Evan Roth. Theo Evans, nỗ lực truy tố Trump bằng lực tài chính chiến dịch liên bang của tiểu bang New York đã bị quyền tài phán của liên bang ngăn chặn. Ông lập luận rằng vì cả ủy ban bầu cử liên bang gọi tắt là FEC và Bộ Tư pháp gọi tắt là DOJ đều từ chối theo đuổi vấn đề này, nên nó nằm ngoài quyền tài phán của tiểu bang. Evan tuyên bố rằng New York đang truy tố các tội nhẹ vượt mức hạn định của nó, tiếp tục cáo buộc áp dụng không nhất quán lực tài chính của chiến dịch liên bang. Bản kiến nghị cho rằng hành động của thẩm phán Merchan góp phần tạo nên nhận thức về sự thiên vị, làm suy yếu niềm tin của công chúng vào quy trình tư pháp. Và sự không phù hợp được nhận thức này có thể tác động lâu dài đến niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp của chúng ta. Cuối cùng, Evan lập luận rằng hành động của New York tác động đến cử tri trên toàn quốc, bảo đảm rằng phải có sự can thiệp của tòa án tối cao. Và ông cũng lập luận rằng điều này làm suy yếu tiến trình dân chủ và xâm phạm quyền hiến định của cử tri. Và sau đây là những gì Evans đã viết trên Twitter. Đơn thỉnh cầu lên tòa án tối cao Hoa Kỳ được nộp vào hôm thứ Sáu để ngăn chặn vụ án Trump ở New York. Chúng ta là những người dân đang bị từ chối quyền bầu cử. Hãy thể hiện sự ủng hộ của quý vị đối với Condemn USA khi chúng ta đang tiến tới tìm kiếm công lý tại tòa án tối cao Hoa Kỳ. Vậy thì qua cái nguồn tin này, đây cũng là một tin mừng cho tất cả chúng ta là những người ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, bởi vì cuối cùng cũng có người tiến thêm một bước nữa để kiện thẩm phán cũng như các công tố viên của Bộ Tư pháp New York vì cái hành động trong phiên tòa xét xử của Tổng thống Donald Trump. Và cái việc làm này cũng là sự mong muốn của phần đông cái người Mỹ. Ngay bây giờ thì họ mong rằng là chúng ta phải đánh bại họ, đánh bại tất cả những người này để họ không còn có cái cơ hội nghĩ ngợi hoặc là làm bất cứ điều gì giống như thế này một lần nữa. Và mình cũng hy vọng rằng điều này sẽ có hiệu quả để ngăn chặn những cái phiên tòa vô lý như thế này trong tương lai. Và tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới cựu Tổng thống Donald Trump đã công bố gây quỹ được hơn $400 triệu kể từ khi có phán quyết có tội tại phiên tòa xét xử ở New York.
Nguồn tin cho biết là phán quyết có tội đầu tiên trong lịch sử tại phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử một tổng thống không ngăn được cựu tổng thống Donald Trump. Mới đây, cựu tổng thống Donald Trump đã nói với đám đông tại cuộc vận động ở bang Arizona rằng ông đã gây quỹ được hơn 400 triệu đô la trong tuần sau phán quyết tại phiên tòa gian lận của mình tại tiểu bang New York. Như nguồn tin trước đây đã đưa tin là vào tháng 4 năm 2023, biện lý quận Manhattan là ông Evan Pratt đã truy tố cựu tổng thống Donald Trump về 34 trọng tội liên quan đến khoản thanh toán từng bịt miệng mà ông đã thực hiện cho Stormy Daniels. Không có tội danh nào ở đây, nhưng đảng Dân Chủ đã tăng mức án từ nhẹ lên trọng tội để lách luật về hạn định của chúng để truy tố cựu tổng thống Donald Trump, và thẩm phán Juan Merchan đã giúp dàn xếp phiên tòa để đưa ra phán quyết có tội. Nguồn tin lưu ý rằng bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của Evan Pratt vào thứ Năm có tội với tất cả 34 tội danh. Chỉ trong vài giờ sau phán quyết, cựu tổng thống Donald Trump đã huy động được hơn 34 triệu đô la cho chiến dịch của mình. Và sau đó người ta tiết lộ rằng cựu tổng thống Donald Trump đã huy động được 52,8 triệu đô la trong vòng 24 giờ sau khi ông bị kết tội. Ngoài ra, tất cả các nguồn tin đã đưa tin vào hôm qua về dữ liệu thăm dò mới nhất cho thấy cựu tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục dẫn trước tổng thống Biden sau phiên tòa giả mạo và phán quyết có tội của ông. Nguồn tin cũng cho biết thêm là bản án của cựu tổng thống Donald Trump được ấn định vào ngày 11 tháng 7, nhưng vào ngày 5 tháng 11, người dân Mỹ sẽ tuyên án cựu tổng thống Donald Trump 4 năm tù bắt đầu kể từ ngày 20 tháng 1. Đồng thời, trong bài phát biểu của cựu tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Năm tại Arizona, cựu tổng thống Donald Trump đã cập nhật về số tiền gây quỹ khổng lồ của mình kể từ khi có phán quyết có tội, và ông nói rằng nhiều tiền vận động đã được trao cho chiến dịch này hơn bất kỳ chiến dịch nào mà họ nghĩ trong lịch sử. Và sau đây là phần tóm tắt bài phát biểu của cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại bang Arizona. Just went through a rigged trial in New York with a highly conflicted, and I mean highly conflicted, judge, where there was no crime. It was made up, fabricated stuff. They didn't want to bring the case. They could have brought the case 7 years ago. It's only when you run for office they bring cases. But they would have done that 7 years ago, think, not in the middle of my presidential campaign, where we're beating Biden, by the way, by a lot. Did you see? And by the way, right after the announcement of this, more campaign funds were given to this campaign than any campaign, they think, in history. Almost $400 million. 400! Tôi vừa trải qua một phiên tòa gian lận ở New York với một thẩm phán cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì không có tội phạm nào ở đây, tất cả đều là bịa đặt. Họ không muốn đưa vụ án ra xét xử. Lẽ ra vụ án này đã được đưa ra xét xử cách đây 7 năm, nhưng họ không làm như vậy. Họ chờ cho tới khi tôi tranh cử, họ mới đưa vụ án này ra xét xử vào giữa chiến dịch tranh cử tổng thống của tôi, khi chúng ta đang đánh bại tổng thống Biden hầu hết ở các cuộc thăm dò. Và nhân tiện, ngay sau khi tuyên án, nhiều tiền vận động đã được trao cho chiến dịch này hơn bất kỳ chiến dịch nào mà họ đã nghĩ trong lịch sử. Gần 400 triệu đô la. Không ai biết đó là tội gì. Họ đã biết đó là một phiên tòa đã bị gian lận, một hệ thống tham nhũng, và họ biết tất cả về nó. Nhưng với sự giúp đỡ của quý vị, chưa đầy 5 tháng nữa, và tôi sẽ nói cho quý vị biết điều này, chúng ta phải thay đổi hệ thống, chúng ta phải làm rõ những gì đang diễn ra tại các tòa án này. Chúng ta đang có một thỏa thuận gian lận đang diễn ra trên khắp đất nước này. Chúng ta phải ngăn chặn điều này ngay lập tức. Và các tòa phúc thẩm phải vào cuộc để làm rõ mọi thứ. Nếu không, chúng ta sẽ không còn đất nước này nữa. Thưa quý vị, thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy rằng là đây cũng là một cái tin rất là tốt, bởi vì cái bằng chứng cho thấy là hiện tại bây giờ hầu hết mọi người đang ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Với cái số tiền mà chiến dịch của cựu tổng thống Donald Trump đã viên góp được như thế này, thì mình tin rằng điều này sẽ khiến cho đảng Dân Chủ cũng như là đối thủ của cựu tổng thống Donald Trump phải suy nghĩ và lo lắng rất nhiều. Và cho đến thời điểm này thì dường như tất cả đều phản ứng ngược lại. Mình tin rằng là Chúa luôn luôn lúc nào cũng làm việc một cách bí ẩn. Đồng thời, không còn bao lâu nữa thì sẽ tới cái cuộc bầu cử chính thức của chúng ta. Có lẽ là cựu tổng thống Donald Trump sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm hơn trong những ngày sắp tới đây. Cho nên tất cả chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho cựu tổng thống Donald Trump và gia đình của ông được an toàn và bình an, để ông tiếp tục trong con đường đấu tranh của ông.
Và tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc của cựu Tổng thống Donald Trump, cho biết ông tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ chọn tiến sĩ Ben Carson làm phó tổng thống. Như Sky News đã đưa tin gần đây là cuộc phỏng vấn với Mike Mulvaney là cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi ông tin Trump sẽ chọn ai làm tổng thống cho nhiệm kỳ năm 2024 này, Mulvaney trả lời như sau: "Tôi sẽ cho bạn biết người chiến thắng ngay bây giờ. Tôi nói với bạn rằng đó sẽ là Ben Carson." Tôi nghĩ Ben Carson có một yếu tố mà không ai trong số 6 người khác trong danh sách có, là tôi không nghĩ Ben Carson muốn trở thành tổng thống. Tôi không nghĩ ông ấy muốn tranh cử tổng thống. Cuộc bầu cử năm 2028 sẽ bắt đầu ngay ngày hôm sau cuộc bầu cử năm 2024. Tôi không nghĩ Donald Trump muốn bất kỳ ai trong Tòa Bạch Ốc đó tranh cử tổng thống vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy. Đó là lý do tại sao tôi cứ nhắc lại Ben Carson. Họ biết nhau, họ thích nhau, và Trump cho rằng Ben Carson là người đáng tin cậy, là người trung thành. Và ông nói tiếp: "Vì lẽ đó tôi tin rằng phó tổng thống của Donald Trump trong cuộc đua năm 2024 này là Ben Carson." Đồng thời nguồn tin cũng cho biết thêm là Ben Carson gần đây đã xuất hiện trên CNN và chia sẻ mối quan ngại của mình về việc sử dụng lá phiếu gửi qua thư trong cuộc bầu cử năm 2024 này. Thưa quý vị, thì đây cũng là một cái tin khá giật gân. Như tất cả chúng ta đều biết là cựu tổng thống Donald Trump lần trước khi ông bước vào Tòa Bạch Ốc thì ông hoàn toàn không có bất cứ một kinh nghiệm nào về chính trị. Cho nên ông phải nhờ vào tất cả những cái người xung quanh ông để chọn nhân sự. Nhưng vô tình rằng là những cái người đó đã lợi dụng ông và đưa tất cả những cái Renault vào làm việc cho ông trong cái nội các của ông để phá hủy những cái chính sách của ông trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Mình tin rằng là hiện tại bây giờ thì cựu tổng thống Donald Trump cũng học được cái bài học từ những cái người mà giúp ông để chọn cái phần nhân sự trong cái nhiệm kỳ vừa rồi của ông. Đối với mình thì ông Ben Carson là một cái người rất tốt, nhưng mình không tin rằng ông ấy sẽ phù hợp với cái chức vụ phó tổng thống ngay thời điểm bây giờ, bởi vì ông ấy là một bác sĩ và ông ấy có những cái tiếng nói rất là mềm mỏng. Ngay bây giờ thì cựu tổng thống Donald Trump cần một phó tổng thống phải mạnh dạn và có thể ứng phó bất cứ những cái trường hợp nào khi cần thiết. Đó là những cái suy nghĩ riêng của mình. Nhưng thật sự ra thì cựu tổng thống Donald Trump chọn phó tổng thống là ai thì ngay bây giờ chúng ta cũng chưa biết được. Cho nên tất cả chúng ta hãy chờ xem và hy vọng rằng trong một vài tuần cũng như là một vài tháng tới đây thì cựu tổng thống Donald Trump sẽ công bố chính thức cái người phó tổng thống của ông là ai. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.